Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái... Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Bulova đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay đến từ thương hiệu Bulova. À đây, bên trong hộp đầu tiên chúng ta sẽ có một hóa đơn từ seller và một là thư cảm ơn đến từ nhà bán hàng luôn các bạn nha. Nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Đây, tất cả chứng từ. Và phía dưới chúng ta sẽ có một mã QR sản phẩm nè. Và đây chiếc bóc chính của chúng ta đến từ thương hiệu Bulova. Và lớp giấy đệm gói để giảm chấn động trong quá trình vận chuyển nha các bạn. Bên ngoài chiếc bóc chính chúng ta sẽ có cái lớp bìa giấy như thế này được thiết kế rất là giống với bóc chính bên trong để bảo quản chiếc bóc này tránh khỏi bụi bẩn. Đầu tiên mình xin giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu Bulova này cho những bạn nào chưa biết thì có thể dễ dàng nắm bắt được. Vào năm 1875, khi mà nước Mỹ đang bước vào thời kỳ hoàng kim của công nghiệp và sự phát triển, thì một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng đã khơi dậy một loạt các khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong lịch sử và thay đổi cách thế giới nhìn nhận thời gian. Để được thúc đẩy bởi đặc tính chấp nhận rủi ro của thời đại, thì Joseph Bulova đã trình bày hết đổi mới này đến đổi mới khác. Và cuối cùng thì việc mở rộng cái cửa hàng nhỏ trung tâm thành phố New York đã đánh dấu sự khởi đầu cho nhiệm vụ cả đời của ông ấy. Đó là chế tạo những chiếc đồng hồ chất lượng cao nhất cho một ngành chế tác nghệ thuật luôn thay đổi và năng động. Với động lực không ngừng hướng tới sự hoàn hảo, hiệu quả và độ chính xác, thì tay nghề thủ công chất lượng cao đã trở thành cái nền tảng mà Joseph Bulova đã xây dựng cho thương hiệu của mình. Nhưng mà điều thúc đẩy sự phát triển không ngừng của thương hiệu này chính là tinh thần phát minh, theo đuổi sự đổi mới và công nghệ cả trong ngành đồng hồ và hơn thế nữa. Hiện tại thì Bulova đã trực thuộc tập đoàn toàn cầu Citizen rồi các bạn nhé. Đó là những cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nhé, nằm bên trong hộp. Đây các bạn, một mẫu đồng hồ dành cho nam giới đến từ Bulova, rất là đẹp luôn. Phía bên dưới chúng ta sẽ có một set hướng dẫn đến từ thương hiệu nè. Một chiếc gối để cố định sản phẩm rất là lớn như thế này. Sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nguyên siêu các bạn nhé. Đây siêu mặt nè, siêu núm nè, đó, và phần siêu khóa nữa, cũng như là siêu đáy. Tất cả các chi tiết đều còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cứng móc hay trầy xước gì các bạn nhé. Mình sẽ quay tổng quan một chút xíu nè. Đây, rất là đẹp luôn, mới hoàn hảo 100%. Thì đầu tiên mình xin phép mình tháo lớp siêu mặt ra nhé, cho các bạn có được cái trải nghiệm tầm nhìn nó rõ ràng nhất và tuyệt vời nhất trên sản phẩm ngày hôm nay. Và đây là phần tác của sản phẩm. Thì mẫu sản phẩm Bulova Entertainment sẽ có tên đầy đủ là Bulova Sport hoặc Men Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nam giới sử dụng pin đến từ bộ sưu tập Sport của Bulova. Và mã sản phẩm cho mẫu này sẽ là 98A195. Thì mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại iShip.vn nhé. Phía sau tác thì chúng ta sẽ có tên thương hiệu Bulova thôi, rất là đơn giản. Và đầu tiên mình sẽ muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là về đường kính. Đường kính cho mẫu Bulova ngày hôm nay sẽ là 44mm, một đường kính khá là lớn và nó sẽ thích hợp với những bạn nam có cổ tay lớn khoảng tầm 18cm trở lên. Lên tay nó sẽ cực kỳ phù hợp. Độ dày cho mẫu này là đến 12mm. Đây là một cái độ dày tương đối trung bình trên các mẫu đồng hồ thể thao nam tính với cái mặt số ngoại cỡ như thế này. Thì độ dày này nó sẽ tạo nên cái sự nổi bật hơn trên cổ tay của nam giới. Về phần mặt kính thì chúng ta sẽ được sử dụng kính khoáng hay còn gọi là kính cứng. Đây là loại kính cường lực được làm từ chất liệu thủy tinh vôi. Kính khoáng thì nó có độ cứng kém hơn so với sapphire nhưng mà có một cái lợi thế lớn hơn, đó chính là chúng ta dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ. Điều này thì sapphire sẽ không làm được các bạn nhé. Còn kính khoáng cứng của chúng ta tuy là nó có độ cứng thấp hơn sapphire cho nên là nó dễ bị trầy xước hơn nhưng mà chúng ta lại dễ để đánh bóng hơn. Tuy nhiên thì cũng có một cái lưu ý rằng là các bạn nên không nên lạm dụng cái việc đánh bóng này cho những cái vết trầy sâu và nặng hơn nhé. Chúng ta chỉ đánh bóng những cái vết trầy nhẹ như xước chỉ kim hoặc là lông mèo mà thôi, vì bản chất của việc đánh bóng là bào mòn đi cái phần kính đã bị trầy, mà nếu các bạn lạm dụng đó cho những cái vết trầy sâu và nặng nó sẽ tạo nên những cái vết lõm ở trên phần mặt kính và rất là mất thẩm mỹ luôn nha.
Mặt số bên trong chúng ta sẽ có cái tông màu đen rất là nam tính và sang trọng, và cả vành benzen bên ngoài chúng ta cũng sẽ có tông màu này, tạo nên cái nét nổi bật và nam tính hơn rất là nhiều cho mẫu đồng hồ này nhé. Thiết kế cọc số chúng ta sẽ có thiết kế khá là đặc biệt với các bốn cọc số quan trọng nè. Đây chúng ta sẽ có là cọc số 12 giờ, 6 giờ và 9 giờ, xin lỗi mình nhầm, với cái cọc số 3 giờ chúng ta sẽ được thay thế hoàn toàn rồi bởi ô cửa sổ lịch ngày nha, nền màu trắng và chữ số màu đen. Bên ngoài viền chúng ta sẽ có tông màu đỏ rất là nổi bật, giống như cọc số 12 giờ, 6 giờ và 9 giờ vậy. Đây là những cọc số quan trọng và chúng ta sẽ có một cái thiết kế hình dạng đặc biệt hơn, hình chóp thang và một cái vành màu đỏ bao quanh bên ngoài. Bộ kim chức năng chính chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ 3 kim chức năng giờ, phút, giây và được thiết kế với dạng kim Delphi truyền thống. Kim dây chúng ta vẫn sẽ có tông màu đỏ rất là nổi bật nha các bạn, nổi bật trên cái nền màu đen như thế này, tạo nên một cái cảm giác rất là thú vị cũng như là cái nét hiện đại hơn cho mẫu đồng hồ. Tên thương hiệu Bulova thì vẫn được nằm ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ này. Và nơi lòng trong, nơi chứa bộ kim, chúng ta sẽ có những cái họa tiết vây cá, nó tạo nên cái điểm hấp dẫn hơn, cũng như là các hoa văn này tạo nên cái nét cuốn hút cho phần mặt số, khiến chúng ta luôn muốn nhìn vào và những cái trải nghiệm thời gian bên trên phần mặt số này. Về phần vành benzen bên ngoài, đây là vành benzen xoay một chiều các bạn nhé. Nó hỗ trợ thêm cho chúng ta một số cái tính năng như là đo sự kiện theo mức giây như mình làm đây. Đầu tiên là khi mà các bạn muốn đo những cái sự kiện nào đó tức thời trong theo mức giây thì các bạn chỉ cần xoay cho cái điểm đánh dấu này nè, nó đón đầu chiếc kim dây và khi kim dây đến điểm đánh dấu chúng ta bắt đầu tính thời gian. Và khi sự kiện kết thúc mà chúng ta chỉ cần nhìn vào kim dây đang chỉ ở vị trí nào thì chúng ta đọc luôn vị trí đó, chính là thời gian xảy ra sự kiện mà không cần phải nhớ thời điểm bắt đầu. Đó là lợi thế đầu tiên. Thứ hai là đối với các bạn nào chơi các môn thể thao tính theo phút, hoặc là các bạn nào có đi lặn và có bình dưỡng khí thì chúng ta sẽ xoay cho cái phần điểm đánh dấu này nó đến đầu kim phút và chúng ta sẽ bắt đầu tính thời gian. Đối với các bạn nào có sử dụng bình dưỡng khí cho các môn thể thao lặn thì chúng ta sẽ tính toán được cái thời gian còn lại, dưỡng khí còn lại trong bình á, và chúng ta sắp xếp để trở lại mặt nước rất là an toàn. Thì đó chính là hai cái tính năng mà thường sử dụng nhất trên cái vành benzen xoay này. Trên mặt vành thì những cái cột mốc quan trọng đã được đánh số Arabic rất là lớn và rõ ràng như 10, 20, 30, 40 và 50 các bạn nhé. Và toàn bộ phần cọc số nè, bộ kim cũng như là điểm đánh dấu trên vành benzen tất cả đều có một lớp phủ dạ quang hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng khá là tốt. Và để sử dụng tốt nhất cái lớp phủ này, các bạn cần phải phơi nắng chiếc đồng hồ chúng ta dưới trời nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời khoảng tầm 15 đến 20 phút để có thể sạc đầy. Và khi các bạn di chuyển vào nơi có ánh sáng kém thì nó sẽ phát huy công dụng rất là rõ ràng, sáng lên rực rỡ cho các bạn đọc thời gian một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Rồi, đó là về chức năng của vành benzen nhé. Và vành benzen này thì các bạn thấy đó, những cái gợn mà họ thiết kế nó tạo nên cái độ bám rất là tốt và mình đeo bao tay tuy rất là trơn nhưng mà mình vẫn thao tác rất là nhẹ nhàng thôi. Đây các bạn có thể thấy. Rồi, về phần vật liệu hoàn thiện từ khung viền benzen, khung vỏ cho đến dây đeo, tất cả đều là thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, hoặc là các chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Bên cạnh đó, thép 316L nó cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính nữa. Tuy nhiên thì cái khả năng này nó lại chỉ quan trọng trên các mẫu đồng hồ cơ khí mà thôi, còn đối với các mẫu sử dụng pin như thế này thì chúng ta cũng không quá quan tâm tới cái vấn đề này. Chơi tay đánh bóng thì sẽ được sử dụng hai bên phần thân vỏ và chỉ giữa của dây đeo nữa, tạo nên cái nét bóng bẩy sang trọng hơn và cũng như các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn khác nhau, thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Phần nấm vặn chính sẽ được thiết kế tương đối hài hòa trên sàn mặt ngoại cỡ như thế này. Mặt nấm chúng ta sẽ có chơi tay đánh bóng cùng với đó là logo thương hiệu Bulova rất là sắc nét, tăng thêm cái độ nhận diện thương hiệu từ góc nhìn hai bên cho mỗi đồng hồ. Mặt trên của lớp cũng như là phần dây đeo hai chỉ ngoài cùng, chúng ta sẽ có chế tác phay xước giữ lại cái nét nam tính mạnh mẽ và cứng cáp hơn cho mẫu đồng hồ này trên cổ tay của nam giới. Khóa chúng ta vẫn sẽ được sử dụng khóa gập với chốt an toàn V-Lab như các bạn có thể thấy nè, giữ chặt dây đeo khi các bạn hoạt động mạnh nhé. Và phần khóa gập bên dưới chúng ta cũng sẽ có nút bấm vô cùng tiện lợi luôn. Đáng tiếc là phần này vẫn còn siêu, mình cũng chưa tháo ra được. Về thiết kế mặt đáy thì vẫn như mọi khi, một cái thiết kế đáy kín nha, trên các mẫu sử dụng pin như thế này. Xin lỗi các bạn, cái đèn của mình nó có một vấn đề chút xíu. Đây, rồi ánh sáng đã trở lại rồi. Và chúng ta sẽ có những cái thông tin là đầu tiên là tên thương hiệu Bulova và logo thương hiệu nè. Stainless steel là vật liệu thép không gỉ. Rồi chúng ta sẽ có số series, mã sản phẩm nè. Và khả năng hơi nước là 100m, tức là 13 các bạn nhé. Japan Movement này của máy đến từ Nhật Bản hay cụ thể hơn đến từ Citizen luôn nha các bạn. China Band là phần dây đeo chúng ta được hoàn thiện tại Trung Quốc. Nói một chút xíu về cái khả năng kháng nước của đồng hồ thì tuy là chúng ta sẽ thấy là đây là một cái khả năng kháng nước khá là cao, 100m, 13 các bạn nhé.
Tuy nhiên thì đối với sản phẩm này mình thấy là họ chỉ trang bị chúng ta một cái nấm vặn boost mà thôi, tức là nấm vặn kéo đẩy, không phải nấm vặn drill down, cho nên là chúng ta cần phải chú ý một chút xíu. Đây là các bạn, mình cho các bạn xem nha, chúng ta trong cái cốt ti nè, đó có hai trường hợp mà thường xuyên xảy ra nhất trên đồng hồ, và đó là lỗi vào nước đó các bạn. Mà hai trường hợp này nó xảy ra rất là thường xuyên, chủ yếu là do thói quen sử dụng hàng ngày không đúng cách đó các bạn. Thì mình chia sẻ luôn, đầu tiên là khi đồng hồ chúng ta đã tiếp xúc với nước, như các bạn đi mưa rửa tay chẳng hạn, thì khi đồng hồ đã tiếp xúc với nước nó đã ướt rồi thì nước nó sẽ đọng ở sau kẽ nấm này nè các bạn, và anh nghe phần cục ti này rất là nguy hiểm nhé. Khi các bạn thao tác những cái động tác như là kéo hoặc là xoay nấm thì nước nó sẽ theo cục ti đi thẳng vào trong máy gây hư hỏng liền, và đó chính là cái nguyên nhân thứ nhất. Cho nên khi mà đồng hồ đã ướt thì tuyệt đối không thao tác bất kỳ điều gì về phần nấm vặn này, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là khi các bạn rửa tay, tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp và để nước nó xối thẳng vào trong cái phần nấm vặn chính, rất là nguy hiểm vì áp suất nước đang chảy rất là mạnh các bạn nha, nó rất là lớn, lớn hơn cái miếng ron cao su chịu được bên trong, cho nên là nước vẫn có thể bị đẩy vào bên trong máy của chúng ta gây hư hỏng. Và chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước này rất là cao, nên các bạn lưu ý để chúng ta đảm bảo được cái sự bền bỉ độ tin cậy đến từ cỗ máy bên trong, và thứ hai là tiết kiệm chi phí chính bản thân mình, cái điều đó mới là quan trọng nhất nhé. Rồi, và qua các góc quay các bạn thấy đó, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung vỏ nè, mặt kính, viền benzen, dây đeo, tất cả các chi tiết đều còn mới hoàn hảo 100% luôn. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Bulova nói chung, cũng như là mẫu Bulova Sport dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.